Chào các bạn, những chiếc tủ lạnh đến từ thương hiệu Aqua trong những năm gần đây thì đã được định hình ở trong tâm trí của người dùng là những chiếc tủ lạnh nhiều chức năng mà giá cả thì lại rất là hợp lý và phù hợp với đa số người tiêu dùng. Và chiếc tủ lạnh T249MA trong video này cũng như vậy. Một chiếc tủ lạnh có dung tích sử dụng là 235 lít và như các bạn cũng thấy thì nó khá là nhỏ gọn và chỉ cao tầm 1,5 m. Tuy là tổng thể nhìn có vẻ đơn giản như vậy thôi nhưng bên trong chiếc tủ này thì có một vũ khí cực kỳ đặc biệt và đó là gì thì mình sẽ nói sau nha. Còn về thiết kế thì tủ rất dễ tạo thiện cảm với một màu đen trơn bóng toàn diện ở mặt trước và nhìn gần hơn thì có thể thấy rõ những hạt kim tuyến lấp lánh. Theo Aqua thì đây là mặt thép giả gương, một sự kết hợp giữa đặc tính bền bỉ của thép và sang trọng của gương. Mặc dù là ở mẫu tủ này thì còn có một phiên bản màu bạc nữa nhưng mà hiện tại thì Điện Máy Xanh không có kinh doanh. Tuy nhiên thì với chất liệu mặt tủ thép giả gương thì chỉ có duy nhất ở trên phiên bản màu đen này thôi. Và Ánh cũng có một lưu ý nhẹ như thường lệ, đó chính là với mặt tủ gương thì mình nên thường xuyên lau chùi để luôn đảm bảo được cái độ bóng đẹp cho mặt tủ. Tủ cũng được thiết kế tay cửa dạng âm nằm tại cạnh trái của hai cửa tủ trên dưới. Ngoài ra ở mặt trước tủ còn có điểm nhấn với một đường vát nhẹ chạy dài cùng bên với tay nắm, có ghi dòng chữ Magic Cooling. Đây chính là vũ khí đặc biệt của mẫu tủ này mà mình đã hé lộ từ ban đầu. Magic Cooling là một công nghệ mà Aqua đã trang bị cho chiếc tủ này và bạn có thể gọi đây là một ngăn đá đa năng với 5 chế độ hoặc là một ngăn đá với 5 cách dùng. Cụ thể thì bên trong ngăn đá sẽ có một bộ điều chỉnh cho phép bạn đưa ngăn đá về một trong 5 cách dùng. Ngăn lạnh giữ nhiệt ở 4 độ C sẽ hỗ trợ thêm không gian chứa thực phẩm. Nói dễ hiểu thì các bạn sẽ có thêm một ngăn lạnh nữa để đáp ứng nhu cầu bảo quản trái cây, đồ uống và rau củ. Thứ hai là tiết kiệm điện e-shelving cài ngăn đá ở mức âm 12 độ C. Mức nhiệt độ này thì sẽ phù hợp nếu như gia đình bạn ít sử dụng đá hoặc là không thường xuyên làm đá viên. Và Aqua cũng cho biết là khi chuyển qua chế độ e-shelving thì sẽ tiết kiệm khoảng 15% điện năng tiêu thụ so với ngăn đá thông thường. Và chế độ tiếp theo cũng là một điểm cộng cho mẫu tủ lạnh này, khi mà bạn có thể chỉnh ngăn đá về mức nhiệt độ đông mềm âm 7 độ C. Nói về đông mềm thì có lẽ là khá là quen thuộc với nhiều người rồi. Mục đích chính là để bảo quản thực phẩm tươi sống trong một lớp băng mỏng, đủ lạnh để bảo quản vài ngày mà không bị đông cứng. Sau đó khi cần thì lấy ra chế biến rất là nhanh chóng mà không phải đợi rã đông. Hai chế độ sử dụng còn lại bao gồm đông nhanh âm 22 độ sẽ tăng tốc độ làm đá cũng như là làm thực phẩm đông nhanh cho các nhu cầu của gia đình vào dịp lễ Tết và làm đông tiêu chuẩn ở âm 18 độ C. Có thể thấy là cái tính năng Magic Cooling này khá là hữu dụng ha. Nó giúp bạn chủ động hơn trong việc là sử dụng tủ lạnh nếu như có những cái nhu cầu phát sinh ngoài cách sử dụng bình thường. Khá là hay ha. Còn lại thì bây giờ mình sẽ xem tiếp bên trong ngăn đá này nha. Không gian này thì theo kinh nghiệm của mình thấy nó cũng khá là rộng rãi. Có một hộp làm đá đơn giản với hai vỉ đá ở trên và khay đựng ở dưới. Cũng lạ ha, kiểu này lần đầu tiên mình thấy luôn á. Còn bên trong thì có khay kính chịu lực và khay cửa tủ thì bình thường quá rồi ha. À, mà có một chi tiết mà không biết các bạn có để ý hay không. Đây, ron cao su cửa tủ màu đen ha, hàng hiếm á nha. Mình thường hay thấy những chiếc ron cửa tủ sẽ có màu trắng hoặc là màu xám. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi đó, màu trắng hay là màu xám thì nó cũng sẽ dễ bị xuống màu và bám bẩn. Nên mình nghĩ là với ron cao su màu đen như thế này thì sẽ khắc phục được những điều ấy. Quả là một chi tiết khá là tinh tế của Aqua. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tạm khép lại ngăn đá để chuyển qua xem ngăn lạnh như thế nào nha. Đây, rất là cơ bản thôi, có đèn LED chiếu rọi toàn bộ ở bên trong. Hai tấm kính chịu lực chia ngăn và như các bạn có thể thấy thì phía trên tấm kính này có hai rãnh ở bên thành tủ. Và mục đích của nó là để giúp cho mình có thể di chuyển được cái vị trí của tấm kính này, giúp cho mình nới rộng được từng ngăn nè để có thêm không gian để chứa những cái đồ đựng lớn hoặc là trái cây lớn. Đây, đó. Và dưới cùng là một khay đựng rau củ khá là xinh xắn và kín đáo. Bảo quản rau củ với độ ẩm thích hợp để luôn giữ được tươi ngon lâu hơn và cảm giác trượt ra vào ở cái ngăn này cũng rất là dễ dàng. Bên trong của ngăn lạnh thì cũng có một bộ điều khiển với nút chỉnh để mình chỉnh nhiệt độ và ở trên đây thì có ghi là 360 độ cooling. Đây là công nghệ làm lạnh trên chiếc tủ Aqua này với khả năng làm lạnh đều khắp các vị trí trong ngăn lạnh để thực phẩm nhận được đủ độ lạnh, tránh tình trạng nơi quá lạnh, nơi thì lại không đủ lạnh. Cho nên là cái việc lưu trữ đồ ăn của bạn trong tủ lạnh này sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ còn hiệu quả hơn nữa khi kết hợp thêm công nghệ DioFresh đặc trưng của Aqua cho khả năng diệt khuẩn và khử mùi. Công nghệ này sử dụng phân tử nano bạc mà bây giờ cũng đang là xu hướng vì phân tử bạc có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn và loại bỏ nấm mốc. Vì thế mà giúp cho không khí trong tủ lạnh được sạch và thoáng mùi, thực phẩm cũng không bị ám mùi. Và mặc dù là hiện nay thì có rất là nhiều những mẫu tủ lạnh đang áp dụng công nghệ này, nhưng cái điều đáng nói ở đây là nó cũng được xuất hiện ngay trên chiếc tủ lạnh Aqua giá mềm này luôn đó các bạn. Sau cùng là một yếu tố không kém phần quan trọng đối với tủ lạnh, đó là hệ thống máy nén inverter. Và nói đơn giản thì nhắc đến inverter chính là nhắc tới khả năng tiết kiệm điện. Với một chiếc tủ như thế này, có tiết kiệm điện nè, có khử mùi phân tử bạc nè và một vũ khí vô cùng đặc biệt đó chính là ngăn đá biến đổi linh hoạt với 5 cách dùng.
trong đó có cúp đông mềm. Thì có thể nói đây là một sản phẩm cực kỳ hấp dẫn trong tầm giá, bởi vì nó có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trữ cũng như là giúp người dùng tiết kiệm trong nhiều mặt, cả về mặt chi phí ban đầu bỏ ra và chi phí tiêu thụ năng lượng trong quá trình sử dụng. Còn mức giá cụ thể thì mình xin phép để ở dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.